Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Bốn Bánh Auto. Và hôm nay em sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bác về một chiếc xe 5 chỗ nhỏ nhắn phân khúc hạng A, mà tầm tiền 2012, mà tầm tiền nó chỉ có 215 triệu bao rút hồ sơ. Thì hôm nay em sẽ làm một chiếc xe như thế, đó là chiếc Kia Morning bản King 2012 của trong nước, và nó là bản Form Sport. Đây, em sẽ giới thiệu chiếc xe như thế này. Đây là chiếc Kia Morning đời 2012 phiên bản trong nước bản kịch đó. Xe rất là đẹp, na răng đúc đó. Tổng thành cái xe này thì khá là đẹp vì em đã dọn rửa rất là kỹ. Và chiếc xe này là một chiếc xe tư nhân chính chủ biển Thái Nguyên, màu bạc. Chiếc xe này với bộ lốp sơn màu bạc nhìn khá là trẻ trung, và nó nhìn nó lốp sơn rất là, nó nghĩa là rất là thật xe, nó bóng đó, mỏng, lốp sơn rất là mỏng và bóng đó. Các bạn nhìn thấy đây, sơn rất là đẹp, đèn sáng, không, xe không lỗi và hoàn toàn không dịch vụ taxi, cho các bác có thể lựa chọn. Với phân khúc tầm tiền khoảng 215 triệu mà bác nào thích một chiếc xe đời cao khoảng 2012 thì có thể lựa chọn chiếc xe như thế này, hoặc lựa chọn một con Lazetti khoảng 2011. Em có một con Lazetti 2011 khoảng 220 triệu 2010, và một số dòng xe khác tầm phân khúc xe của Hàn Quốc thì nó sẽ rẻ hơn phân khúc của Nhật Bản đó. Đây là tổng thành xe của nó. Chiếc xe này em nói em có làm một chiếc xe màu đỏ và màu vàng cát 2011, nhưng mà nó là bản, chưa phải bản kịch, bản SX. Hôm nay là bản Sport, bản 2012, bản kịch rồi. Biển số 20A02491, giá 215 triệu. Các bác nào có nhu cầu có thể tham khảo hoặc alo trực tiếp qua số điện thoại 0978 807 858, 0971 076 858 để có thể tư vấn chi tiết cho các bác. Đó, xe này là chiếc xe chính chủ, bản này là bản kịch rồi nên nó đã lên xinh ăn gương, là răng đúc đó. Xe rất là đẹp, form dáng Sport. Tổng thành xe ở bên trong, đây là xe vô lăng của nó, đây vô lăng cánh cửa táp lô đã một thành một lớp vân gỗ màu, rất là nhìn nó rất là sang trọng đó. Cửa đây vân gỗ, ốp lốp vân gỗ. Con này là con bản đủ nhất của Morning 2012 bản trong nước, nên là nó trang bị khá nhiều chi tiết, mà những con bản thiếu nó không có, phải độ. Các bác có thể nhìn tắm đi cánh cửa đây, lỉ nguyên các bác nhé, lỉ nguyên của công ty mới sản xuất. Nó như này, lớp vân gỗ đây rất là sang trọng. Cánh cửa đã dán một lớp màu như này, nhìn nó rất là sạch và nhìn nó cũng sang hẳn con xe lên. Đó, đóng cửa vô lăng đây. Trong xe thì nó hơi tối một chút nên là các bác có thể không theo dõi được nó chi tiết hơn. Thì các bác nào có nhu cầu thì em để em gửi cho. Đó. Chiếc xe này chưa được độ camera và màn hình. Đó, vẫn là nguyên bản của công ty điều hòa tự động nhé. Điều hòa auto. Đó, chiếc xe khá là đẹp với tầm tiền khoảng 215 triệu thì có thể lựa chọn chiếc Lazetti ở Lazetti khoảng 2010-2011, hoặc một số dòng khác Red, hoặc một số dòng khác. Thì các bác nào nhu cầu có thể alo trực tiếp để em bên em tư vấn. Em chuẩn bị về một con Captivan máy xăng 2008 màu đen, có giá là 270 triệu
và một con Civic đời 2007 xe biển Hà Nội một chủ, giá là 300 triệu, báo rút hồ sơ lộc lá. Đó, quay lại với con xe này. Đây là phần táp lô. Mùa hè rồi nên là trời khá là nóng, nên là điều hòa nó phải mát. Xe này điều hòa rất là mát, mát lạnh luôn. ABS, bóng khí. Đây bản đủ 2012 rất là đẹp. Tiếp theo là phần ghế đằng sau. Đây là phần ghế da đã được bọc. Trần nó là trần lỉ các bác nhé, trần lỉ của công ty. Khóa cửa đây nguyên bản, con này là nguyên bản, không dịch vụ taxi và không có lỗi, các bác hoàn toàn có thể yên tâm lựa chọn cho gia đình mình một chiếc xe ưng ý. Đó, đây là phần la răng phanh. Đó, la răng đã lên, la răng đúc. Đó, gầm bệ chắc chắn không mục mọt. Đó, nên các bác có thể hoàn toàn có thể yên tâm về một chiếc xe gia đình 2012 như thế này. Biển 20A Kia rất là đẹp. Phần cốp đây, cốp sau để đồ đây, vẫn là lỉ nhá, lỉ nguyên bản hoàn toàn. Xe nếu xe dịch vụ taxi không là có những cái lỉ như này, các bác hoàn toàn yên tâm. Lốp dự phòng này kích tít đầy đủ. Đó, nhìn từ đằng sau lại thì khá là đẹp. Front support, đó là chiếc xe Kia Morning 2012 215 triệu bản đủ. Nếu các bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp qua 3 số điện thoại em để trên màn hình để có thể chọn một chiếc xe ưng ý. Và xin chào các bác, hẹn các bác ở các video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.